lại với Thổ Địa Vinhome, series tổng hợp những thông tin chi tiết và những hình ảnh chân thật nhất về tất cả các khu đô thị của chủ đầu tư Vinhome. Và không khí Giáng sinh thì cũng đã sắp tới gần rồi. Cây thông Noel của Vinhome Ocean Park thì cũng đã lên đèn. Bên cạnh đó thì quán xá cũng đã được decor trông rất là ấm áp. Có rất nhiều các bạn trẻ đã tới đây để check-in và chắc chắn là một tín đồ sống ảo như Hương Quỳnh thì cũng không phải là ngoại lệ. Thế nhưng mà ngày hôm nay, Hương Quỳnh sẽ gợi ý cho các bạn cách để có thể biến căn hộ của mình thành một studio chụp ảnh Giáng sinh. Quý vị có hóng thành quả thì hãy nhớ là đồng hành cùng với Hương Quỳnh cho tới cuối video nhé. Bên dưới tòa nhà thì có các shop house chân đế có bán đa dạng từ đồ ăn, cà phê cho đến quần áo, đồ decor nên chẳng cần phải đi đâu xa cả. Chỉ cần bước vài bước xuống dưới khu nhà là đã có thể mua được tất cả mọi thứ. Mà đồ ở ngay dưới khu thì đỡ được rất nhiều, vừa tiết kiệm thời gian đi lại mà lại còn không mất công vận chuyển đồ vất vả. Wow, chỉ hơn một tiếng thôi là Quỳnh cũng đã lựa chọn xong đồ ngày hôm nay rồi. Như ngày trước thì mình phải chen chúc lên tận phố, sau đó là mất gần một buổi mới có thể lựa chọn xong, sau đó là tay xách nách mang rồi bê đồ về nhà. Thế nhưng mà bây giờ thì đã tiện hơn rất nhiều, chỉ cần đi xuống mấy shop ở ngay dưới khu thôi thì cũng đã lựa chọn xong đồ, bởi vì đồ gì cũng có. Còn bây giờ thì chúng ta hãy di chuyển vào thang máy và đi lên căn hộ thôi. Và căn hộ ngày hôm nay Hương Quỳnh sử dụng là căn hộ 1 phòng ngủ cộng 1 nằm tại tòa R102 khu The Zen Park. Và Quỳnh lựa chọn căn hộ này bởi vì căn hộ có một tông màu khá là trầm, chuẩn với style của Quỳnh luôn. Và ngay khi vào thì quý vị cũng đã cảm thấy một không khí rất là ấm áp rồi đúng không nào? Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy biến căn hộ này đã xinh càng thêm xinh nhé. Và đây là hình ảnh căn hộ sau khi trang trí. Và không gian sinh hoạt chung của căn hộ này thì được thiết kế trên một mặt sàn. Chính vì vậy mà việc trang trí cũng đã tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Hương Quỳnh chỉ trang trí một vài góc trong nhà thôi thì không khí Noel cũng đã tràn ngập khắp cả căn hộ rồi. Và ngay sau khi trang trí thì quý vị và các bạn có thể mời bạn bè hoặc là người thân của mình tới để tổ chức những bữa tiệc Giáng sinh thật là ấm áp và vui vẻ. Background đã xong xuôi rồi, còn bây giờ thì mình cùng chụp ảnh thôi. Ngưng nghĩ rằng chỉ đi du lịch, đi chơi hay đi cà phê mới có những bức ảnh đẹp. Nhưng mà Hương Quỳnh nghĩ rằng chúng ta có thể có những bức ảnh vô cùng ấn tượng ngay tại nhà. Và việc tự làm mọi khâu từ setup hay là chụp ảnh chắc chắn sẽ đem lại cho quý vị và các bạn rất nhiều những kỷ niệm đáng nhớ. Và hiện tại thì đang có cuộc thi trang trí Giáng sinh Vinhome cho cư dân tất cả các dự án Vinhome trên toàn quốc, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 900 triệu đồng từ ngày 5 tháng 12 cho tới ngày 21 tháng 12. Quý vị và các bạn hãy tham gia cùng với Hương Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.